bạn đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, thời kỳ đầu tháng 6, thời tiết trên cả nước nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to, mưa chủ yếu tập trung về chiều tối, ban ngày nắng gián đoạn và trời nhiều mây. Qua đó, tại khu vực Bắc Bộ có mây, sáng mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Còn tại khu vực Trung Bộ thì trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 33 độ. Chuyển sang khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế, thưa quý vị, tháng 6 là thời điểm vào hè nên lượng khách đến Huế sẽ tăng cao. Thời tiết Huế trong những ngày này sẽ là những ngày nắng với nhiệt độ dao động từ 30 đến 35 độ, chiều tối thì có mưa rào và dông. Thời điểm này, du khách thỏa sức khám phá mọi cảnh đẹp nơi đây và tham gia lễ hội festival sắp diễn ra. Rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí được tổ chức để chúng ta chọn lựa. Tuy nhiên, vẫn có những cơn mưa dông bất chợt vào chiều tối, vậy nên du khách và người dân nên trang bị ô dù, mũ nón hay áo mưa để không làm gián đoạn các hoạt động vui chơi giải trí, cũng như giữ gìn sức khỏe của mình. Còn bây giờ là phần nhiệt độ chi tiết cho cả khu vực trên địa bàn tỉnh vào ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Huyện Quảng Điền, Phong Điền và thị xã Hương Trà, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực thành phố Huế, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Huyện Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực huyện A Lưới, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Huyện Nam Đông, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Đảo Sơn Trà, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.